đẹp nhất cái ổi này. Đứng vào làm sát vào tí đây. Đẹp thì sờ đi một cái đấy. Lên sóng cả nước rồi đây. Chào anh em với cái nào. Xin chào anh em nhá. Đấy, chúc anh em có một buổi tối thật vui vẻ. Cái cảnh Lam Sơn. Quảng trường Lam Sơn Thanh Hóa nhá. Cái ổi rất là đẹp các bạn ạ. Nào anh em mình bắt tay để xem có giao dịch được cái ổi không nào. Rồi. Ôi, mạng khung này xem. Một cơm nữa. Con này chú có sơn mới định bán không? Đây con tục quá đi anh ạ.